Và để chiêm nghiệm sự linh thiêng của đất trời Xuân Lam và thiên nhiên kỳ thú sông Chu núi Mục, bởi lẽ Lam Kinh là nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi xứ Thanh. Chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt được phát sóng vào lúc 19:50 tối thứ bảy hàng tuần trên chương trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Lại lại nữa. Anh nói nghe nè, sợ ma không? Không. Tại vì em sợ ma sẽ đến với em. Thật ra thì cái cây sứ của em nói á, nó cũng không có gì là khó hiểu đâu. Cái sứ già là nó lâu năm nó to thôi. Em nó mới trồng nó nhỏ. Hiểu không? Thì nó là cây sứ nhỏ. Trước đây thì có 9 Thái Miếu và bây giờ tại Lam Kinh đã phục. Rồi lại. Tiếp nha, keep rolling. Rồi. Đó. Trước đây thì có 9 Thái Miếu và bây giờ tại Lam Kinh đã phục dựng được